nay mình đi chùa Phật, Phật Bà, chùa gì Phật Đài, Liên Hoa Phật Đài. Đó, nhiều đó mình nhớ không nhớ kỹ nữa. Đẹp lắm quý vị, Liên Hoa Phật Đài là ở cây số 4. Cô đâu rồi? Đi con. Còn quý vị sắp hàng cho nghe đi, là bộ phận tổ chức người ta biết là chúng ta bao nhiêu người, người ta đem đèn ra cho mọi người thắp. Đi cô, coi chừng lạc nha cô. Nè, tuổi con rồng nè. Đi điên hồi lạc á. Nè, điên hồi lạc á. Mọi người cứ cứ đứng xa xa ra một chút để cho hồi mình để cái đèn nó dễ nữa. Mình để ngay chỗ tủ gì để cái chỗ đó hay gì? Có để một thằng chắc phải để. Nãy giờ mới mua vô mình không biết. Thầy ở phía sau á.